Kính chào tất cả anh em. Hôm nay em về được một chiếc đài nhận được sự yêu thích nhiều nhất trong nhiều năm qua của các bác yêu audio trên toàn quốc. Chiếc đài quá nổi tiếng đến từ thương hiệu Sanzo, model là VKCD950. Chiếc đài đẹp bằng mọi góc nhìn, có một cái thiết kế quá đẹp, chất âm cực hay và được trang bị rất nhiều tính năng trên chiếc đài đặc biệt này. Bây giờ em mời các bác cùng khám phá một chiếc đài quá đẹp, quá hay. Và dòng này thì bây giờ cũng vô cùng hiếm gặp trên thị trường. Lần này thì em về một chiếc còn mới keng, đẹp xuất sắc, long lanh mọi góc cạnh từ trong ra ngoài. Hàng em bán là cam kết chưa dùng tại Việt Nam, máy mới về từ Nhật các bác nhá. Các bác thấy này, nó cũng phải nó quá là đẹp luôn. Đầu tiên chúng ta thấy là một thiết kế rất gấu, với một cái size lớn chiều ngang lên đến 70 phân. Chiều ngang của máy là 70 phân các bác nhá. Chiều cao là 23 phân và độ sâu của chiếc đài này là 25 phân. Và chúng ta sẽ thấy rất là ấn tượng với một cái khay đĩa kép nhà chơi được 2 CD. Nhìn nó chất gấu, dòng này thì mắt đọc cực nhanh, tiếng tốt kể cả các bác chơi những đĩa thị trường. Tin là em sẽ test đầy đủ tính năng cho cả nhà. Song song 2 đĩa CD thì bên trên này cũng được trang bị 2 cửa băng cassette, cửa A, cửa B. Đều có chế độ auto divert này, auto divert các bác thấy không? Auto divert. Chạy hai chiều không cần lần mặt băng, cửa sổ rất là rộng, nhìn rõ cũng đang đẹp ở bên trong. Và phím chức năng thì được thiết kế riêng biệt cho từng cửa, rất là dễ chơi, không phải chuyên đổi gì cả. Các bác cứ bấm chơi từng cửa một thôi. Tiếng nét căng chuẩn, các bác mua máy tặng kèm băng luôn. Băng em bán thì là khẳng định chất lượng trên thị trường bao nhiêu năm nay rồi. Không hay không lấy tiền. Chức năng thứ ba không thể thiếu trên chiếc đài là phần radio. Chiếc này là full tần số 108 luôn, FM, AM đầy đủ, sóng sạch, nét căng. Chức năng thứ tư là máy còn có cổng line in để kết nối máy tính, điện thoại. Các bác có thể kết nối những thiết bị bên ngoài như là TV, điện thoại, máy tính, iPad để nghe nhạc. Thì chiếc này thì hay thôi rồi, không hay không lấy tiền, tánh như một bộ dàn đại luôn. Máy được trang bị, phải dùng một từ là hệ thống loa rất gấu, rất khiếp luôn. Hai loa toàn dãy là hai loa to đùng này, bật vã hai bên. Song song đấy là làm cho quả hai cái loa súp bát, loa súp đánh ngửa. Và hai cái súp bát này được thông với nhau bằng một cái ống này. Một cái ống. Các bác thấy không? Đấy, thông với nhau bằng một cái ống ở phía sau. Cho nên nó mang đến cái chất lượng cộng hưởng của cái tiếng bát cực gấu luôn. Và chúng ta có thể tùy chỉnh cái dãy bát bằng cái một cái ống ở đây. Công tác rất là đặc biệt luôn. Nhìn nó đẹp các bác thấy không? Máy được trang bị một cái màu không phải là màu đen. Các bác lưu ý, đây là một cái màu dạng hơi xám ha. Hơi ghi xám. Nhìn trông nó sang và trông nó sâu, rất là đẹp luôn. Gấu, và nó là gấu. Còn hệ thống núm nút thì các bác sẽ cận cảnh cùng với em này. Đây. Núm nút này, trang bị quá nhiều luôn. Màn hình to, hiển thị sắc nét. Có cái dãy đèn ti cho hai kênh, khi mà chúng ta mở nhạc nó sẽ chớp nháy theo giai điệu, rất là đẹp luôn các bác ha. Nút nguồn này, cái này là đóng mở cửa CD này. Những cái phím này là điều chỉnh cho phần CD nha. Play tắt, quay lại, next qua bài. Âm lượng volume lớn nhỏ. Có 4 cổng selector ở đây. Line in này, tuner là radio này, tape là băng cassette này, CD này. Có đầy đủ các cái chế độ băng như là normal, normal, metal, chrome metal đầy đủ, dolby, rồi có những cái chế độ âm thanh vòm như là suộc, surround này. Rất là nhiều. Ba cần chỉnh equalizer, tùy chỉnh ba dãy bass, mid, treble, có chế độ mono, sitel, cần gạt cho chọn băng tần AM, FM, sóng TV. Trên này là phần dò sóng radio. Nhiều tính năng, công nghệ một nùi trên một chiếc đài khủng siêu VIP. Hàng của Nhật xịn, nó vẫn đúng là rất là chất các bác ơi. Không còn địa bàn nữa rồi. Riêng chiếc này không hay, không đẹp, không zin, không xịn, không chất, không đa năng, không lấy tiền. Cho nên riêng chiếc này em bao cho các bác, chắc chắn các bác mua về sẽ vô cùng ưng ý, hài lòng về chất lượng. Ngắm thì hay, ngắm thì đẹp, mà nghe thì hay. Còn bây giờ nhá, em sẽ quay mặt sau một chút, sau đấy quay trở lại test chất âm đầy đủ cho cả nhà. Các bác ghé thăm kênh nhớ cho em xin nút like và đăng ký. Em luôn biết ơn các bác rất rất là nhiều. Nhìn phía sau máy nó cũng rất là chất luôn các bác này. Gầu nha. Các bác có thể thấy đẹp hết từ trước về sau các bác nha. Lắp quả anten to đùng, anten to vật vã dài.
Đây, cộng line in layout nó này. Line in này, cộng này kết nối máy tính điện thoại này, layout này xuất đến bộ dàn lớn hơn này. Nhưng con này thì cần gì xuất đi đâu, bây giờ tiếng đánh hay lắm này. Đây có 5 pin. Pin này là để cung cấp cho phần đồng hồ nhá. Máy có mặt đồng hồ phía trước. Các chỗ pin là mới tinh. Các bạn thấy em quay nét căng, rõ từ hạt bụi luôn. À, cộng kết nối dây nguồn. Các bác dùng để lưu ý là điện 100V. Chiếc này số seri là 007 cuối nha. Đây. Đấy, V-cap seri 950. Tất cả là còn đẹp xuất sắc từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Bây giờ mời các bác cùng thưởng thức trước cái phần CD. Hôm nay cháu mời các bác cùng lắng nghe một CD nổi tiếng của ca sĩ Lệ Quyên. Chúng ta nghe bài hát số 2 Tình Lỡ. À, các bác cùng thẩm âm nhá. Chúng ta nghe cái CD A trước này. Play. Chúng ta cùng nghe bài số 2, bấm next qua bài 2. Chuyển qua cái CD B nhá. Chúng ta sẽ bấm cái chữ AB này này. Đấy, bên trên là chuyển qua chữ B này, các bác để ý này. Đó, chuyển qua B. Hôm nay thì CD B chúng ta sẽ nghe một bài hát của ca sĩ Vũ Khanh. Các bác cùng nghe bài số 8 Buồn Vương Màu Áo nhá. Buồn Vương Màu Áo, chúng ta sẽ bấm next con số 8. 78 play. Mắt đọc rất là tốt luôn. Đấy. Dấu vết đôi ta bao đêm tâm tư trầm lắng,
phút ai ân xưa trong ta nghe sao sâu đắng. Rồi, em tạm test như vậy nha, video nó dài quá vì nó rất là nhiều cái tính năng. Cái dòng này thì có một số bác hỏi em rằng là con này thì đánh cái nhạc có tiếng bát thì cực gấu rồi, như một bộ dàn rồi, nhưng mà nhạc thu âm trước năm 1975 thì nghe có hay không? Thì xin thưa hôm nay em sẽ test luôn cho các bác nhạc thu âm trước năm 1975. Một cuốn băng của Duy Khánh ha. Chú Duy Khánh, chúng ta sẽ nghe nhạc thu âm trước năm 1975 nhé, để các bác cảm nhận được là chiếc này không những chơi đa năng mà còn nghe đa năng luôn, thể loại nhạc nào nghe cũng hay. Hai các bác cùng lắng nghe này. Hai chiều. Các bác thấy quá bất ngờ phải không ạ? Với một chiếc đài mà chơi nhạc thu âm trước năm 1975 tuyệt thay luôn, lóc cóc leng keng. Thế còn chơi những cái nhạc sau 75, nhạc có tiếng bát đánh như một bộ dàn, tiếng bát đánh rất là trầm sâu chắc gọn. Dòng này thì quá nổi tiếng của tiếng bát rồi. Thế nên hôm nay em sẽ test những cái bản nhạc nhẹ nhàng để bác cảm nhận. Hôm nay chúng ta nghe thêm cái cử B này là bài Tâm sự người lính trẻ của ca sĩ Chế Linh. Các bác cùng lắng nghe nhé. Từ khi anh thôi học, từ khi đôi đứa đôi đời, từ sông ngăn núi chờ, tạ từ không nói nên lời. Từ khi gót sân hồ ngược xuôi, ôi những đêm dài hồn nghe thương nhớ ai. Khi mất
Rồi bây giờ em test cái chức năng cuối cùng, đó là phần radio. Tất cả hoạt động hoàn hảo hết các bạn. Radio chúng ta sẽ chuyển qua phần tuner này. Tất cả những phần FM. FM đây. AM. 4 tuổi thường bị bệnh nặng với tiền. Cho các em ấy, theo tôi biết ấy, nó sẽ xuất phát từ bản thân các em. Nếu mình tiếp xúc với có các em mà mình không có cái tình thương với các em thì nó sẽ không có động lực để làm được việc đấy. Nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo việc giao dịch trên mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng cũng như giá cả. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sao chứ tình yêu cầu gì? Quý vị cùng lắng nghe nhé. Biến chứng nguy hiểm. Mà anh biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh rất tốt đối với người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Được biết Bình Vị Thái Minh đã được hai cơ sở y tế uy tín Hà Nội 60 Hz Scottish Sun để có thể để lại những bình luận và những ca khúc mà quý vị muốn nghe trong buổi trường ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng là Quang Đức và Khải Nguyên chúng tôi nếu như còn thời lượng thì cũng sẽ phát tặng cho quý vị và chương trình của chúng. Nói chung là sóng FM full tần số 108 thì chắc chắn bắt được tất cả các đài, sóng sạch nét căng, các bác an tâm rồi. Còn bây giờ thì em vừa tắt nguồn và xin phép được dừng lại video ở đây. Em đã test rất là chi tiết đầy đủ một chiếc đài chạy hoàn hảo, mới ken, đẹp xuất sắc, bao zin cho các bác chơi. Các bác quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0916 950595. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.